Ai biết rằng, bà Choi So-nga, vợ huấn luyện viên Park Hang-seo, là người ủng hộ quyết định sang Việt Nam làm việc của chồng bởi bà thấu hiểu những đam mê cháy bỏng của người đàn ông đã bước sang tuổi 60 này. Người phụ nữ lặng thầm phía sau huấn luyện viên Park Hang-seo. Phía sau một người đàn ông thành công luôn có bóng dáng của người phụ nữ. Câu nói này đúng với trường hợp của huấn luyện viên Park Hang-seo. Ông kết hôn với bà Choi So-nga vào năm 1987. 31 năm qua, bà Park vẫn lặng thầm đứng phía sau ủng hộ, sát cánh cùng chồng. Huấn luyện viên Park Hang-seo từng tiết lộ, khi được mời qua Việt Nam làm huấn luyện viên, ông đã rất lo lắng. Bởi việc chuyển đến một đất nước xa xôi sẽ dẫn đến nhiều ảnh hưởng, xáo trộn cho cả gia đình. Vì vậy trước khi nhận lời, ông đã từng hỏi ý kiến vợ. Tuy nhiên bà Choi So-nga ủng hộ quyết định này của chồng vì bà thấu hiểu những đam mê cháy bỏng của người đàn ông đã bước sang tuổi 60 này. Nếu như không tiếp tục theo đuổi niềm đam mê bóng đá, có thể ông sẽ không còn là Park Hang-seo nữa. Khi ông Park sang Việt Nam làm việc, bà Park cũng theo chồng sang Việt Nam sinh sống và được VFF sắp xếp cho một ngôi nhà ở khu nhà ở chuyên gia. Vì sự chuyên nghiệp và cũng vì muốn hiểu được các học trò hơn mà ông đã chuyển vào khách sạn, để bà Park phải lẻ bóng. Bà luôn hy vọng Việt Nam sẽ giành chiến thắng, ông sẽ trở về trong niềm vinh quang và bà sẽ gặp được chồng với niềm hạnh phúc và tự hào. Chuyện khó tin về huấn luyện viên Park Hang-seo. Sinh ra tại San Chung-gun, ông Park Hang-seo có tài năng và đam mê bóng đá từ khi còn rất nhỏ. Tuy nhiên ông không được đào tạo bài bản về bóng đá ngay từ đầu. Chuyên ngành chính của ông Park Hang-seo khi học tại trường Đại học Han Giang là nghiên cứu các loại thảo mộc và sữa, không liên quan tới thể thao. Thời gian tham gia bóng đá chuyên nghiệp, ông thường mặc chiếc áo số 12 và từng là tiền vệ xuất sắc nhất K-League. Ông sở hữu những pha chuyền bóng nhanh và rất nguy hiểm. Ông cũng từng là huấn luyện viên mang về hai chức vô địch K-League Challenge cho Sangju Sangmu Phoenix vào các năm 2013 và 2015. Đây là đội bóng quân đội và ông cũng là dân thường đầu tiên chỉ huy đội bóng này. Một điều đặc biệt nữa, Park Hang-seo không phải lựa chọn số 1 cho ghế nóng huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia Việt Nam. Theo thứ tự ưu tiên, ông Park Hang-seo là cái tên xếp thứ 2 sau ứng viên số 1 Sekizuka Takashi, Nhật Bản, và trên một huấn luyện viên đến từ châu Âu. Tuy nhiên sau đó, VFF đã chọn Park Hang-seo. Quá trình thương thảo và ký kết hợp đồng diễn ra trong thời gian ngắn kỷ lục, một ngày. Mới đây, huấn luyện viên Park Hang-seo và vợ đã nhận thêm một căn nhà mới. Ngôi nhà cũng chỉ cách Liên đoàn bóng đá Việt Nam nơi ông Park làm việc chưa tới 10 km. Căn hộ thiết kế ấm cúng theo phong cách Hàn Quốc là món quà sen len dành vợ chồng ông Park vì những đóng góp của vị huấn luyện viên đối với bóng đá Việt Nam. Căn hộ tọa lạc trên tầng cao của dự án The K Park thuộc khu đô thị Văn Phú, Hà Đông, Hà Nội, được Phó Chủ tịch sen len ông Phạm Thanh Hưng trao tận tay huấn luyện viên Park Hang-seo vào ngày 1 tháng 10. Đây là món quà được lãnh đạo sen len thành viên của tập đoàn Sun Group dành tặng cho huấn luyện viên đội tuyển U23 Việt Nam sau chiến tích hồi đầu năm tại Thường Châu, Trung Quốc. Ông Park cùng vợ và trợ lý đã tự mình lựa chọn căn hộ cũng như nội thất. Căn hộ hai phòng ngủ rộng hơn 60m² được thiết kế giản dị, ấm cúng với tông màu chủ đạo là trắng và xám. Nội thất của căn hộ đã được chuyển đến và bố trí sắp xếp theo ý của vợ ông Park Hang-seo. Vị huấn luyện viên khó tính trên sân tập lại khá thoải mái trong ngôi nhà của mình, tôi chẳng muốn thay đổi điều gì trong căn hộ này, nhưng nếu vợ tôi thích thì tôi nghe theo thôi. Mọi vật dụng, đồ đạc của căn hộ đều được vợ huấn luyện viên lựa chọn và sắp xếp tỉ mỉ. Khi được hỏi về thiết kế căn hộ có khác gì so với ngôi nhà tại Hàn Quốc không, ông Park khẳng định không thấy có sự khác biệt nào và rất thoải mái khi ở đây. Ông nói, ngay đến tên tòa nhà The K Garden cũng khiến tôi thấy nơi đây giống như quê hương mình. Ông Park cho biết khung cảnh ngoài ban công của căn hộ rất đẹp, nhưng ông lại sợ độ cao nên không dám ra ngoài nhìn ngắm. Bữa tiệc chào mừng tân chủ nhân được tổ chức tại nơi ở mới của huấn luyện viên người Hàn Quốc. Phó Chủ tịch Sen Len Phạm Thanh Hưng đã bày tỏ sự cảm ơn và tin tưởng huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ tiếp tục dẫn dắt đội tuyển Việt Nam gặt hái thành công trong những trận đấu sắp tới. Nếu thấy video hay và hữu ích, nhớ like, chia sẻ và đăng ký kênh để có nhiều video mới.